Vâng, xin chào toàn thể anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Clip này thì tôi sẽ giới thiệu các anh em một cái lựa chọn để cho anh em chơi cái bộ môn bài xì dách hoặc là xì tố nha. Cái sản phẩm này thì chơi rất là tiện lợi và rất là thực tế luôn. Là mình không cần phải đưa đồ vô á, mà vẫn chơi được nha. Không có giống như những clip trước thì tôi quay á, là những cái máy đánh bài hoặc là kính áp tròng. Cái đó thì mình chơi rất là hiệu quả rồi, nhưng mà mình á là mình phải đưa được bài của mình vào sân chơi. Còn đối với những cái sòng sới mà anh em không có đưa được bài của mình vào á thì mình có thể sử dụng qua cách này nha. Với cái sản phẩm này á thì sản phẩm mới công nghệ mới năm 2023 này thì anh em không cần phải đưa bài vào mà anh em vẫn có thể chơi được bài xì dách tố được nha. Đó, anh em tới xong người ta chơi là mình không cần phải đưa bài. Bằng cách đó là mình sẽ sử dụng cái máy camera soi đáy bài nha. Cái này thì sản phẩm này là cái con điện thoại chính hãng luôn nha. Nói chỗ anh em chơi cái anh em đang dùng cái điện thoại nào á thì anh em có thể đem qua thì cơ sở tôi sẽ làm theo yêu cầu cũng được ha. Sản phẩm này là cái con Samsung, là cái con bán rất là chạy trong thời gian qua của bên cơ sở của tôi nha. Samsung thì là thứ nhất là cái thời lượng pin của nó rất là trâu trâu hơn iPhone rất là nhiều nha, mẫu mã rất là đẹp luôn này đó, rất là đẹp mắt nha. Nó không có gì là bất thường ở đây hết, anh em có thể gắn SIM vào đây nghe gọi bình thường. Nói chung là không có khác điện thoại bình thường đó, nên nó là mình sẽ rất là dễ dàng mà để sử dụng mà để chơi nha. Để sử dụng cái sản phẩm này cũng rất là đơn giản thôi, anh em cứ tới xong người ta là mình chỉ cần đặt cái điện thoại ra như vậy đó là mình có thể chơi được rồi nha. Mình có thể để ở đây nè, là mình có thể dừng chặn tiền hay là gì đó thì vẫn bình thường thôi. À, chặn tiền hay là dừng để là úp thuật ngữ gì bình thường, anh em để xe đó cũng được. Người ở nhà thấy và báo cho mình qua tai nghe đó, tai nghe này là tai nghe hạt đậu nha, bộ này là bộ đi kèm của nó nè. Thì sản phẩm bên cơ sở tôi bán cho anh em là có chế độ bảo hành và hậu mãi rất là tốt, tại vì những cái sản phẩm này á là bên cơ sở tôi trực tiếp làm ra nên nó là sẽ có chế độ bảo hành rất là tốt nha anh em, nên nó là mình không phải lo, nó không qua trung gian gì hết, nên giá cả của nó rất là mềm, không có giống như hồi trước thì tầm cái bộ này tầm mười mấy triệu, hai mấy triệu một bộ, còn bây giờ thì tầm cỡ mười mấy triệu là anh em có thể có một bộ rồi ha. Tùy theo cái nhu cầu của anh em sử dụng như thế nào thì anh em có thể liên hệ cho tôi theo số điện thoại này, thì tôi sẽ trao đổi kỹ hơn về cái vấn đề đó nha. Clip này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng thôi ha. Cái này là cái sản phẩm này là cái máy này là ở sầm sới này, còn cái này là mình để ở nhà nha. Ở nhà thì tôi sẽ cung cấp phần mềm cho anh em, là anh em cài vô cái điện thoại hay là cái iPad gì đó, thì anh em muốn bự thì anh em cài vô cái điện thoại bự thôi. Còn nay giờ tôi quay đây là cái điện thoại này là tôi đã cài vào cho anh em ha. Còn khi mà mình mua á, thì tôi sẽ cài vào cái điện thoại của anh em luôn. Có chế độ gì mật khẩu này kia đầy đủ hết nha. Anh em chỉ cần lên nó là bấm vào là nó sẽ vào bình thường thôi. Và phải nhập mật khẩu mới vô nha. Cái này thì khi nào mà mình mở lên đó thì nó không có cái gì bất thường ở đây hết nè. Bây giờ được cái dòng này á, thì rất là ok, cái này là mình mở lên không có gì nha. Mở lên không có gì hết nha. Đó, đâu có gì đâu. Đó, vẫn chạy bình thường ha. Tắt vào chạy bình thường nè. Ừ, mở lên đâu có gì đâu, đúng không? Nên là mình sẽ chơi rất là yên tâm luôn đó. Cái này thì người ở nhà sẽ thấy và báo cho mình qua tai nghe nè, người nhà sẽ thấy nè, thấy rất là rõ nha anh em. Tùy theo cái nhu cầu của mình sử dụng nè, mình có thể bấm xoay màn hình lại cũng được nè ha. Hay là mình đây xoay màn hình lại nè, à, thấy không, ok không, rất là rõ ràng nha anh em. Mình có thể để ngửa cũng được nè, để úp cũng được nè, không để úp cũng được nè, rất là rõ nè. À, đây con hai, nhìn thấy con hai này. Cái trường hợp mà cái máy này chơi rất là hiệu quả ở những cái môn bài xì dách xì tố là thế này, là ví dụ như thế này, cái trường hợp của anh em là đang là 18 19 đúng không, nhưng mà anh em biết con hai dưới thì anh em dám kéo, còn 100 người không biết con dưới thì không thể nào kéo được đúng không, đâu kéo được đâu, kéo vô là ví dụ như đây con tay đền sao. Nhưng mà với cái máy này thì mình có thể biết được đó là dưới đó là con hai ha. 18 kéo lên con 2 là 20, hoặc là 19 kéo lên 2 là 21 này. Đó, đây là những cái trường hợp, đây là trường hợp rất là lợi thế nha anh em. Hoặc là những cái trường hợp mà mình 16 rồi, nhìn thấy con tay chà bá thế này này, thấy đây con bồi này, à, con bồi con đầm chứ, con đầm chứ. Nhìn thấy con đầm đó là ai mà kéo nữa ha. Có 16 cũng dằn, đúng không? Đó, nhìn nói chung là mình nhìn thấy con ở dưới rất là lợi thế nha anh em. Nó thấy rất là rõ thế này này. Đó, mình có thể chơi xì dách xì tố thoải mái luôn, đúng không? Đây con 6 rô nè. Đó, đây 7 rô nè. Đó, thấy 7 rô không? Này 7 rô nè. À, 7 đô này nè, con này là con 8 cơ nè. À, 8 cơ nè. Ok không? Đây con 7 cơ nè. Trả mùng 1 như thế này làm sao mà anh em thua được, đúng không? À, chơi cũng rất là lợi thế thôi. Anh em bỏ ra một số tiền này á, thì anh em vừa có điện thoại dùng mà vừa có thể hỗ trợ những cái sòng sới mà anh em gặp phải. Anh em vào xong người ta chơi vẫn bình thường ha.
nên đó là mình không phải đưa bài vô, mình chỉ cần để cái máy này này là mình dàn tiền thoải mái, nên đó là mình chơi rất ok nha anh em. Rồi em nào quan tâm về cái dòng máy đánh bài xì tố này mà chơi bài chợ này thì cứ liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình nha, 0797 91 tôi quý ba, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho anh em kỹ hơn về cái vấn đề này nha. Cái máy này thì chơi rất là trâu luôn, pin của nó tầm chắc cỡ trên dưới chục tiếng luôn anh em, 10 tiếng luôn, anh em chơi thoải mái. Anh em tới xong người ta chơi, anh em chỉ cần để điện thoại như thế này là chơi thoải mái rồi ha. Đó, điện thoại bình thường chạy ngầm hết ha, nên đó là mình sẽ chơi rất là yên tâm luôn. Đó, rất là thoải mái, không có như cái kính áp tròng mình phải đưa bài vô mới chơi được. Còn cái máy này chơi bài chợ vẫn được luôn nha. Chơi bài kính áp tròng mà bài máy gì chơi được luôn. Đó, nói chung là mình chơi bài của người ta đó anh em. Rồi anh em nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ và sở hữu nha anh em. Rồi nói chung là một bộ này á, là có bán đầy đủ cho anh em nha. Đó, hoặc là những anh em nào mà có nhu cầu cao hơn thì anh em có thể sử dụng những tai nghe kỹ thuật số. Những tai nghe kỹ thuật số này thì cơ sở tôi vẫn có hết, nên là khi mà mình mua thì cứ liên hệ tôi sẽ tư vấn trao đổi kỹ hơn. Rồi ngoài cái dụng cụ cái máy đấy, đánh bài chơi xì dách này thì bên cơ sở tôi có phân phối đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi luôn nha, từ bầu cua này, tài xỉu, sóc đĩa, hay là máy đánh bài, phụ kiện máy đánh bài, tai nghe, vì tai nghe đầy đủ hết nha, cho tới những cái bảng hack game bầu cua và cung cấp quy luật game trên di động là đều có hết, nên là em cần cái gì thì cần alo thì tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho em về cái khoản đó nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn em đã theo dõi hết video, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nha, xin chào.